Hello, chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Khi Lạc Viết Blog. Đây là chương trình Khi Lạc Viết Radio được phát sóng trên kênh Khi Lạc Viết Podcast. Chương trình chia sẻ những cái bài học mà mình học được thông qua những cuốn sách cũng như là những cái khóa học mà mình đã tham gia. Thì trong cái số radio số 3 ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với một cái chủ đề nội dung nó khá là đặc biệt so với nội dung trước đây mình làm, đó chính là chủ đề người có phước báo lớn là người như thế nào. Thì đây là bài học mà mình đúc kết được từ kinh Phước Đức. Thì cái kinh Phước Đức này là cái kinh, nói chung là chương trình ngày hôm nay khá là đặc biệt tại vì đây là một cái kinh được trích, nói chung là từ từ một tôn giáo, tức là từ Phật giáo nha mọi người. Thì thật ra mình cũng không phải là người theo 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 bên Phật giáo đâu, nhưng mà kiểu mình là kiểu cái mọi người hay bảo mình là ăn tạp, thế tức là kiểu mình thích gì mình học đó, mình thích nghiên cứu cái gì thì mình nghiên cứu cái đó. Ừ thì mình như ai thôi, mình đâu biết, mình sẽ kiểu ừ nay học chút kinh dịch nè, ngày mai học chút nhân tứ, mai mốt học chút thần số tùm lum tà la, nhưng mà chỉ cần là mình thích thì mình sẽ học thôi. Với lại kiểu mình thì không bài xích hay là kiểu quá là bài xích gì hay là có những cái sự gì quá phân biệt giữa các tôn giáo, tại vì theo quan điểm cá nhân của mình nha, thì tất cả mọi tôn giáo mà nếu như mà điều hướng con người khiến cho cuộc sống con người trở nên sống tốt hơn, tích cực hơn thì đều đáng để tôn trọng. Và mình nghĩ là ừ, không phải là mình theo tôn giáo này nhưng mình không cần phải nghiên cứu các tôn giáo khác, mình bài xích người ta không, không, đó là cái chuyện mà mình không bao giờ nghĩ vậy. Mình nghĩ là ừ, mỗi cái tôn giáo sẽ có một cái có những cái điểm ưu điểm và những cái thế mạnh riêng, và mình lâu lâu mình cũng sẽ mình chạy sang xem là ừ, dò ngó bạn xem thử là bạn có gì hay gì thì mình sẽ học tập theo. Thì mình kiểu hơi thả lanh, kiểu lanh chân ấy. Thì thì hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với nội dung người có phước báo lớn là người như thế nào, dựa theo những cái bài học mà mình trích được từ cái kinh Phước Đức này nha mọi người. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nha. Nó bị lag rồi mọi người. Ok, đầu tiên ạ, xa lánh kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Ok, thì mọi người cũng thấy đó, đầu tiên chúng ta nếu như chúng ta cái này nếu như mà mọi người dùng sử dụng tư duy được nha, vận dụng cái này để giúp mọi người tăng được cái phước báo, cách tăng trưởng phước báo thì cũng là một cái cách để giúp mọi người tăng trưởng phước báo cho mọi người. Không chỉ là chứng tỏ cái việc mà bạn là người đang có phước báo, mà mọi người nếu như mà cảm thấy ừ mình thiếu phước hay gì đó thì mọi người có thể sử dụng tư duy ngược, sử dụng những cái này, kiến thức này để áp dụng lại để tăng phước báo, tăng trưởng phước báo cho mình. Ví dụ nha, xa lánh kẻ xấu ác thì ừ mọi người thử, nếu như mọi người không xa lánh được thì mọi người ừ giờ thử xa lánh kẻ xấu ác, thân cận với những cái người hiền, chúng ta có một cái thái độ và tôn kính những cái bậc đáng kính thì chúng ta đã có một cái phước đức lớn nhất. Ừ, thì thật ra mọi người nghĩ là những cái người có phước đức lớn, những cái người ừ có thể là có nhà giàu xe sang hay là kiểu cuộc sống viên mãn đồ các kiểu ba la ba la thì mới có là phước báo lớn nhất. Nhưng mà đôi khi có những cái gọi là phước báo lớn nó đến từ những cái sự thật sự rất là đơn giản nhưng mà bị chúng ta xem thường, ví dụ như là ừ có một cái thân thể hình người khỏe mạnh, đó là một cái phước đức khá là lớn mà không ai tôn trọng. Chợ vào đây thì mình cũng trân trọng cơ thể mình nhiều hơn, kiểu ừ khó lắm mới kiểu khỏe. Dạo vào đây kiểu mình thường hay cũng nói chung là kiểu mặc dù không ra đường khỏe quá nhiều nhưng mà mình cũng hay theo dõi những cái dự án kiểu kiểu hỗ trợ từ thiện cho những cái hoặc người có hoàn cảnh khó khăn đồ các kiểu. Thì mình nhận ra thì những cái bạn ấy kiểu có những bạn sự cuộc sống của người ta rất là khổ luôn, kiểu ừ, vừa thương mà kiểu mình cũng vừa gọi là ừ, trân trọng bản thân mình hơn ấy. Kiểu biết nhìn nhìn người ta thì người ta mà mình cảm thấy trân trọng hơn, tại vì kiểu ừ, có được một cái dạng người cũng là một cái loại phước báo lớn nhất rồi. Thì á đó, đó đó là bước đầu tiên của những cái người biểu hiện của người có phước báo lớn. Thì thứ nhất là mọi người xa lánh được kẻ xấu ác, thân cận người hiền, có thái độ tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Thì nếu như mà mọi người nghiên cứu về tâm linh khá là lâu thì mọi người sẽ biết nha, nếu như mà mọi người là một cái người có phước báo khá là dày nha, thì thường á, những cái kẻ xấu ác ấy, kiểu người ta tiếp cận mọi người không được, cho dù tiếp cận được nhưng mà người ta hại mọi người không được, đó là biểu hiện của người có phước báo lớn đó mọi người. Với lại được thân cận người hiền, ôi trên đời này thì có 7 bạn muốn 9 người, nếu như mà mọi người được thân cận những người hiền thì mình phải nên trân trọng và quý giá quý báu, tại vì năng lượng con vọng và năng lượng, và năng lượng thì nó sẽ kiểu luôn luôn chuyển dời, kiểu mình rất là dễ bị ảnh hưởng bởi năng lượng của người khác, nên được mình rất là thích được thân cận với những cái bạn gọi là người sống có đạo đức kiểu vậy.
sống tử tế sống qua đời, mình rất là thích ngồi nói chuyện các bạn ấy kiểu chill, kiểu mình cảm giác là được ăn mình chữa lành các kiểu. Với lại khi mà mình đối xử với những người đáng kính thì mình nói chung là bất kỳ ai nha, mình kiểu tôn sư trọng đạo đồ các kiểu thì mình phải có cái thái độ tôn kính. Ok, thì phước đức lớn nhất ở trang đầu tiên thì nó thật sự cũng không quá khó, không phải là mọi người có nhận ra là một người đang sở hữu những cái phước báo khá là lớn không ạ. Tiếp theo, sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Thì cái môi trường tốt này thì nó thật sự thì có, mình thấy là cái môi trường nha nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều, tại vì trong cái quan niệm về tâm linh ấy, nhất mệnh nhì nhì vận tam phong thủy. Phong thủy ở đây tức là môi, cũng ý đại khái là môi trường xung quanh chúng ta ấy. Thì nếu như mà một người được sống trong một cái môi trường tốt thì thật sự rất là tốt luôn, tại vì đầu tiên điều kiện đầu tiên là phải được hòa bình, cái là không chiến tranh thì mọi người thấy không, mình được sinh ra trong một cái đất nước không có chiến tranh là một cái là may mắn rồi. Tiếp theo, nếu như mà môi trường tốt thì ý là mọi mọi việc xung quanh kiểu giúp cho mình phát triển hơn, thì nếu như mà mọi người muốn cải cái vận của mình ấy thì vẫn có thể dựa trên cái điều này. Ví dụ như là nếu như mà mọi người thấy cái môi trường của mình đang sống quá là tiêu cực và nó ảnh hưởng xấu tới mọi người thì mọi người có thể tìm cơ hội và đổi đến một cái môi trường tốt hơn. Chúng ta mỗi ngày tạo tác những cái nhân lành, gieo những cái nhân lành, gieo những điều thiện nguyện và đi trên cái đường chánh. Đường chánh này là đường chính đạo. Chính đạo là ý là kiểu giúp giúp người giúp ta kiểu vậy, kiểu sống thiện là phước đức lớn nhất. Có học có hệ nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Thì ok, phước đức lớn nhất, người có phước đức lớn nhất là người như thế nào? Là được đi học, được có nghề, nhưng mà được học hay, nghề hay. Tức là chúng ta học được những cái kiến thức tích cực giúp cho chúng ta phát triển, đồng thời sau khi chúng ta học thì chúng ta có thể chia sẻ lại cho mọi người. Có nghề hay là gì? Mình làm cái nghề đó, mình tạo ra được giá trị cống hiến cho xã hội. Đó là một dạng kiểu, nếu như mà mọi người đang làm được như thế thì mọi người cũng chứng tỏ mọi người đang có phước báo rồi. Biết hành trì giới luật. Giới luật ở đây là gì? Tức là ví dụ nha, cái này là không, nó không bị giới hạn trong tôn giáo, trong Phật giáo, mỗi mỗi miền Phật giáo thôi. Ví dụ như trong Phật giáo thì người ta sẽ thường thường thì nếu như mà ai tu tu tại gia hay đi tu gì đó thì người ta sẽ thường xuyên giữ ngũ giới, tức là đầu tiên là không uống rượu, không nói dối, không tà dâm, không trộm cắp hay là không sát sinh. Hoặc nếu như mà các bạn theo Thiên Chúa giáo thì sẽ có rất nhiều cái kinh nói về ví dụ như là 10 điều răn, thứ nhất thờ phượng và kính mến đất Chúa Trời trên hết mọi sự, thứ hai chớ kêu thế đất Chúa Trời vô cớ, thứ ba giữ ngày Chủ Nhật, thứ bốn thảo kính cha mẹ, thứ năm chớ giết người, thứ sáu chớ làm sự dâm dục, thứ bảy chớ lấy của người, thứ tám chớ làm chứng dối, thứ chín chớ muốn vợ chồng người, thứ 10 chớ tham của người. Thì đó là những cái 10 điều răn để răn dạy cho chúng ta kiểu sống thiện, sống tử tế. Thì mình nếu như mọi người nghiên cứu về tôn giáo, các tôn giáo thì mọi người sẽ phát hiện là mỗi tôn giáo mặc dù tuy là nó có những cái điều giới khác nhau nhưng mà về chung quy thì nó sẽ có những cái điểm khá là tương đồng như mọi người. Và mình rất là thích tập kinh của các tôn giáo, tại vì người ta đều hướng dạy cho những cái kinh đó sẽ giúp cho mình hướng dạy cho mình sống trở nên tích cực và sống có đạo đức hơn ấy. Đặc biệt là kiểu mọi người có thể tìm hiểu ngũ giới của bên Phật giáo hoặc là 10 điều răn của bên Thiên Chúa giáo để học hỏi nha, thì những cái đó khá là hay. Chưa phân tích xong, sorry mọi người, để mình quay lại. Biết nói lời ái ngữ. Lời ái ngữ là gì? Thì mọi người đừng có khẩu nghiệp và người đừng có nói xấu, tại vì á như mọi người đã biết nha, theo một cái thông tin mà mình được học thì những như nha, mọi người kiểu khẩu nghiệp nha, khi mà mọi người khẩu nghiệp thì nó chỉ là khẩu nghiệp nói xấu người ta, thì nó chỉ gọi là xuất phát từ cái ý kiến chủ quan, cái góc nhìn chủ quan của mọi người thôi, chứ nó không phải là, có đôi khi á mọi người chỉ nhìn trên cái góc nhìn của mình thôi nên có khi nó thứ mình nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Thành ra khi mà mọi người nói xấu một người nha, nhưng mà mọi người kiểu chưa nắm được tường tận ấy, mọi người đi kể xấu người ta thì mọi người sinh ra cái khẩu nghiệp. Và khi mà mọi người mắc cái nợ khẩu nghiệp mà người ta kiểu bị chịu tủi nhục nha, thì á, mọi người sẽ bị một một cái phần phước đức của mọi người sẽ bị chuyển dời sang cho cái đối tượng bị mọi người khẩu nghiệp nói xấu những điều không đúng. Và có đôi khi mọi người phải chịu một cái va nghiệp quả xấu, mà đáng lý ra cái người mà mọi người đang nói xấu đó phải chịu thì nó sẽ nhảy sang lên người mọi người. Nên á, mình luôn khuyên bạn bè mình hay là tất cả mọi người là hạn chế nói lời khẩu nghiệp, tại vì á, theo một vài tôn giáo người ta quan niệm nha, thì cái khẩu nghiệp có đôi khi mình cảm thấy mình chỉ nói giận mình cho vui thôi, nói vậy cho vui thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà thật ra cái khẩu nghiệp là mỗi một cái lời nói của chúng ta nó có thể gây ra được những cái nghiệp quả xấu rất là to lớn, mà mọi người còn nó
thậm chí là còn lớn hơn cái hành động mọi người đi hại người nữa. Nói chung là tùy trường hợp nha mọi người, thì mọi người nên cẩn thận. Nên á, cái cách tốt nhất người mà biết nói lời ái ngữ, ái ngữ ở đây là gì? Ái là yêu, ngữ là cái những cái lời nói yêu thương, biết trân trọng. Ừ, ví dụ như là thay vì mình nói là chê bai chê trách người ta, thì mình có thể nói giảm nói tránh, và kiểu tránh mình góp ý cho người ta một cách thiện chí mà đừng có gây ra tổn thương cho người khác ấy. Nhưng mình cảm thấy nha, ừ, có đôi khi nha, mình tất nhiên là mình hiện tại chỉ là một cái con nhóc chưa tới 20 tuổi thôi, thì tất nhiên trên đời thì ai chả phạm sai lầm, thì mặc dù mình cũng đang ngày không ngừng nỗ lực và cải thiện, nhưng mà tất nhiên là sẽ phạm sai lầm chứ. Nhưng mà có những người nha, người ta gặp mình, người ta góp ý cho mình rất là thiện chí nha. Kiểu mỗi lần mà kiểu mọi người không biết mình bị cái chứng kiểu bị overthinking giai đoạn cuối, mọi người ấy, mình rất là nhạy cảm, mình rất là kiểu chị mình hay rất là hay khóc nhẹ, kiểu mình buồn nhưng mà mình không nói trước mặt người ta đâu. Kiểu người ta nói xong mình trước mặt là cứ tỏ ra bên trong là mình ổn, nhưng mà về nhà là mình sẽ khóc bù loa. Nói chung là để có mình là một cái đứa khá là sĩ diện nên không bao giờ khóc trước mặt người khác, nhưng mà đợi về nhà mình ở một mình sẽ bị trầm tư, mình sẽ suy nghĩ rất là nhiều, mình rất là đau khổ. Bởi vậy thầy cô mình ấy, kiểu sư trưởng anh chị của mình đồ các kiểu nha, biết biết cái tính của mình là bị nhạy cảm thái quá. Bởi vậy mỗi mỗi lần mà kiểu góp ý cho mình nha, mình biết là cái việc đó mình sai, mình sẵn sàng chấp nhận, nhưng mà mỗi lần kiểu các anh chị của mình với lại thầy cô mình đến kiểu gọi là phải chọn lời lựa lựa lời á, lựa lời để mất đưa ra lời khuyên cho mình để tránh mình làm tránh bị tổn thương nhiều ít hạn chế nhất có thể. Kiểu nhiều lúc mình cũng thương lắm, mình biết là cái đó là mình có lỗi thật sự, nhưng mà kiểu cái lúc mà mình cảm thấy người ta lựa lời để mà nói những cái lời yêu thương với mình á, mình thật sự rất là trân trọng, kiểu rất là cảm động, kiểu ôi trời ơi, kiểu rất là ấm lòng thật sự luôn. Và lúc đó thì mình kiểu bình thường nha, mình là một cái đứa ăn mềm khoang cứng, kiểu anh nạt người ta mình nạt dọa mình đồ các kiểu là mình càng chống đối. Nói chung là mọi người thấy ngoài đời ấy, kiểu mình hiền hiền không chấp đời chấp người thì chỉ thôi, chứ mình cũng trong người mình, nói chung là mình chưa bao giờ nhận mình là người tốt hơn đâu. Thì mình biết là trong người mình nó cũng có một cái sự sân hận, một kiểu đã không cọc lên thì thôi, nhưng mà cọc lên thì cũng gọi là bà chúa cháy thiên hải. Thành ra kiểu ai mà kiểu mình đã cáu lên rồi, kiểu mình thì chỉ thích nghe nghe những lời lời ngon nói ngọt thôi. Thành ra kiểu nếu như mà mình đã không nghe rồi mình sẽ rất là phản nghịch cái kiểu giữa mình là mình không bao giờ chịu sửa đâu. Nhưng mà kiểu chỉ cần người ta nói nhẹ nhàng góp ý cho mình là mình chắc chắn mình sẽ lắng nghe và mình sửa sai, tại vì mình nghĩ là mình mặc dù không thông minh lắm nhưng mà kiểu mình cũng gọi là dễ dàng thấu hiểu và có thể nhận ra được câu những cái bài học mà người ta nói ấy, thì kiểu vậy. Bởi vậy mình tất nhiên là khi mà mình nhìn thấy những người xung quanh mình đều nói những cái lời ái ngữ, trao cho mình những cái lời yêu thương, thì mình cũng dần dần học được cách trân trọng bản thân. Sau đó thì khi mà mình đối xử với người khác thì mình cũng học được cái cách nói những cái lời dịu dàng nhẹ nhàng với người ta, mặc dù tất nhiên là có đôi khi nó sẽ cọc nha, nhưng mà mình cảm thấy là mình của hiện tại nó cũng bớt cọc hơn, bớt nóng tính hơn của trước đây. Kiểu ngoài đời người ta kiểu nên người ta nói mình thì kiểu mình khá là dịu dàng, nhưng mình cảm thấy mình không có dịu dàng đâu, mình là bó chúa. Nhưng mà đối với những cái đối với trong cái lúc mà mình thật sự mình muốn trò chuyện với một người thì mình sẽ trân trọng và đưa ra những cái lời khuyên góp ý mà nói khẽ nói nhẹ, kiểu nó giảm ra nhất có thể để cho người ta kiểu vừa góp ý cho người ta tốt đi, vừa giúp cho người ta kiểu không bị tổn thương qua những cái lời nói. Tại vì một cái người nói chung là nhạy cảm bởi những cái lời nói của người khác, nhưng mình bị cảm mình biết là khi mà nói một cái lời nặng ra có thể gây sát thương với một người lớn như thế nào. Bởi vậy mình đã từng trải qua cảm giác đó rồi, nên mình cũng đang học cách cố gắng để mà nói những cái lời nhẹ nhàng và yêu thương nhất có thể với mọi người. Được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Thì mọi người thấy chưa, trên đời này mình vẫn còn gia đình, mình có gia đình để yêu thương, được hành nghề, chọn đúng nghề mà mình thích và được cống hiến giá trị cho xã hội cũng là một cái phước báu mà mình đang có. Bởi vậy nếu như mà hiện tại có thể các bạn không có giàu hơn người ta, hay là không có ưu tú giỏi giang, không có bằng tiếng Anh tiếng Trung ba la các kiểu, nhưng mà các bạn có gia đình này, mọi người biết cách yêu thương gia đình này, được làm một cái công việc mình thích này, cũng là một cái loại phước đức lớn nhất. Và mọi người phải nhớ là mình phải trân trọng những cái đó, tại vì đó là điều là phước của mọi người đánh đổi ra cả, rất là trân trọng quý giá luôn. Sống ngay thẳng, bố thí, giúp quyến thuộc, thân bằng, hành sự không tì vết là phước đức lớn nhất. Ok, sống ngay thẳng, bố thí thì cái bố thí tức là cho đi, mà cho đi ở đây thì có rất là nhiều loại nha mọi người. Sống ngay thẳng, chính trực, bố thí ở đây thì mọi người có thể cho đi tiền bạc nè, cho đi sách vở nè, cho đi kiến thức nè, cho đi những cái lời lời ngon, không phải lời ái ngữ đâu các kiểu, thì cũng là một cách bố thí rồi. Thì ok, tiếp theo là sẽ đến cái giúp
giúp quyến thuộc thân bằng. Quyến thuộc ở đây là gì ạ? Quyến thuộc là những người, chỉ những người có quan hệ họ hàng, bao gồm cả họ hàng xa nha. Còn thân bằng ý là những cái bạn bè thân thiết, bạn bạn của mình ấy, thì kiểu trước trước chút người trong nhà. Nói chung là mình nghĩ là khi mà mọi người kiểu có tiền bạc hay là có cơ hội giàu có hay gì đó, thì thay vì cứ tìm đâu xa, thì tất nhiên là trong mỗi gia đình thì sẽ có người này số số tốt, có người này số không tốt, thì mình cũng nỗ lực gọi là nếu như mà kiểu mình thì chắc là thuộc cái dễ hệ gọi là lá lá làm đùm lá rách, lá rách đùm lá tả tơi, thì kiểu nếu như mà có cơ hội thì mình giúp được thì cứ giúp. Mình thì kiểu cái tính của mình nha là cái dạng này mà kiểu hồi nhỏ mình từ bé đến giờ rồi là kiểu mình cũng hay cho đi người ta, không phải là cho đi gì, nhưng mà mình cho đi kiểu không bao giờ mà mình kiểu mong muốn nhận lại hay là kiểu mong người ta sẽ đền đáp với mình đâu. Nhưng mà bởi vậy khi mà mình cho đi, kiểu mình cho đi một cách chả bao giờ người ta trả lại hay gì, nên kiểu người ta có đôi khi người ta xem mình như là một kẻ ngốc để mà là lợi dụng và đối xử mình. Nói chung là kiểu khi mà một người sống, có đôi khi nha, mình hay biết một câu đó là sự lương thiện nếu như mà đặt không đúng chỗ thì sẽ trở thành mảnh đất mòn bởi cho cái ác sinh sôi. Bởi vậy cũng phải chọn người mà giúp, bởi vì mình mà mình thật sự rất là không thích cái vụ mà kiểu thấy mình kiểu dễ dàng giúp đỡ vậy, xong kiểu người ta lôi ra kiểu thấy mình tưởng mình ngu hay dại khờ hay gì đó, xong kiểu kiểu nó ngày muốn lợi dụng mình. Thì khi mà nói chung là mình nói rồi, khi mà mình chơi với ai là mình chơi bằng cả tâm, chơi chơi bằng bằng cả cái tâm, chơi bằng cả cái tinh thần luôn. Nhưng mà mình biết đối phương kiểu xem mình đem như là một kẻ ngốc để lợi dụng đi thôi. Thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Thôi nói chung là tất nhiên mình thật ra mình không phải là người tốt, mình nói rồi mình không phải là người tốt, nhưng mà nói chung là cái này chắc là có thể là bắt chước, tại vì anh chị mình nè, kiểu người người thân của mình hay là thầy cô sư trưởng anh chị đâu các kiểu của mình, thì đều là những cái người, nói chung là người ta rất là thích cho đi và kiểu nói chung là mọi người không biết là những cái người đó đã từng giúp đỡ bao nhiêu người mà người ta cho đi mà người ta không bao giờ nói hay là mạng khoe khoang người ta giúp đỡ như thế nào đâu. Kiểu đây là do mình lật mình đi lật phong phanh mình mới biết được, nói chung là người ta cũng rất là kín miệng ấy, thành ra mình rất là ngưỡng mộ cái sự cho đi kiểu cái mà mọi người sống ở những gần những người tích cực và sống có đạo đức nha. Thì mọi người sẽ có xu hướng khi mà mọi người có thiện cảm với một người nào đó nha, thì mọi người sẽ có xu hướng bắt chước những cái hành vi của người đó, đặc biệt là những cái hành vi tốt. Bởi vậy kiểu mình rất là cảm mến anh chị thầy cô đồ các kiểu, ba la cha mẹ mình đó các kiểu, nên mình cũng gọi là bắt chước. Người ta hay cho đi thì mình cũng cho đi thôi, kiểu cho giống nhau cho cô ta kiểu vậy. Tất nhiên là sống ở trên xã hội thì kiểu mình xưa mình học trong cái lớp liên quan, không phải hơi không tiện nói, nhưng mà kiểu học tới cái kiến thức vạn vật đồng nhất thể. Nếu như mà mọi người học nghiên cứu về tôn giáo thì mình sẽ biết trong Thiên Chúa giáo thì cũng có như vậy. Toàn bộ hội thánh là toàn bộ cái Thiên Chúa giáo kiểu là cũng là cũng đều là một, với mọi người đều là một vạn vật đồng nhất thể, tức là vạn vật đều sẽ có cái mối liên hệ với nhau, và ngươi là ta cũng là ngươi. Bởi vậy hãy hãy thương, hay có câu là thương người như thể thân mình ấy. Thì mình cũng tất nhiên là hiện tại vẫn chưa gọi là thấu hiểu được, thấu ngộ được, chưa giác ngộ được những cái đạo lý sâu xa đó, mặc dù cũng có hơi giác ngộ được. Nhưng mà giác ngộ của mình theo mình ở đây ấy, là nó vừa nắm được cái kiến thức mà vừa đi được với hành động. Có đôi khi thì cái hành động của mình là cái đứa chuyên gia kiểu nó một đằng làm một nẻo, tất nhiên là mình vẫn đánh giá theo cái đánh giá của mình thì mình vẫn chưa đi hết được cái sự giác ngộ ấy. Nhưng mà có đôi khi thì mình sẽ thực hiện và học theo, thì đó là một cái điều khá tốt. Hành xử không tì vết là phước đức lớn nhất, tránh không làm điều ác, không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. Ok, thì nói chung là trước giờ chúng ta đi học, người ta chung thầy cô chúng ta đều dạy là làm việc lành, tránh làm việc dữ. Thì mọi người tất nhiên là những cái điều mà, nếu như mà mọi nếu như nha hôm hôm bữa mình học được một cái kiến thức, đó chính là nếu như mà mọi người không giúp đỡ được ai thì nếu không phải nếu như mọi người giúp đỡ được một ai đó thì càng tốt, còn không thì đừng hại bất kỳ ai. Thì trước hết á, cái điều cơ bản nhất là mọi người đừng có làm điều ác, và nói chung là đừng có say sưa nghiện ngập nha. Nói chung là mình không có uống rượu uống bia, tất nhiên là mình chỉ ra thì cũng dài dòng lắm, nhưng mà hiện tại thì mình không uống rượu uống bia, tại vì có rất nhiều nguyên do khác nhau. Nhưng mà mình nghĩ là khuyên mọi người nha, xét về mặt tâm linh khía cạnh ấy, thì mọi người đừng có uống rượu uống bia rất là nhiều, tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới phước đức và tinh thần của mọi người rất là nhiều ấy. Ok, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất, cái này cũng dễ rồi, mình đi qua nha mọi người. Biết khiêng cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất. Ừ thì thầy cô của mình
luôn dạy mình cái điều này, kiểu cho dù sau này mai này em trở thành người như thế nào hay là em đạt thành công ra sao, em phải luôn nhớ là bản thân em hay là bản thân con phải giữ được cái tâm khiêm hạ đến tột cùng, phải biết khiêm cung cung kính lễ độ, có lễ độ chứ đừng có thấy ừ mình đạt được cái này rồi mình cảm thấy người ta thua kém mình xong kiểu mình hân hoan hay là khen người ta ra mặt, đó là cái điều không nên. Và tất nhiên là mình rất là bị dạy nghiêm trong cái việc là tránh kiểu xin tâm kiêu mạn hay là kiêu ngạo với bất kỳ ai, nhưng mà thật sự kiểu mình có đôi khi mình cũng hạ mình và hạ mình một hai quá mình cũng bị la kiểu ừ thầy cô dạy con là kiểu dạy con là khiêm cung lễ độ chứ không phải là dạy con tự ti về bản thân mình hay là kiểu hạ mình tới cái mức mà bị người ta chà đạp, đó là không nên. Ý là chúng ta phải giữ được một cái tâm khiêm hạ nhưng mà cũng đừng có để đến cái mức mà bị người khác chà đạp mà mình lại không vùng vẫy lên nha mọi người. Ok, tri túc và biết ơn. Tri túc là gì? Tri túc là biết đủ nha. Mình hồi xưa có biết cái bộ tiểu thuyết tên là Tri Túc Thường Lạc hay, tức là háo việc Tri Túc Thường Lạc có nghĩa là biết đủ thường vui, thì mọi người cái người mà có phúc phần lớn nhất, có phước báo lớn đó chính là người biết đủ và người biết ơn. Khi mà mọi người biết đủ mọi người sẽ hạnh phúc, và khi mọi người biết ơn thì mọi người sẽ được ban thêm. Trong trong giáo lý của Phật giáo hay là giáo lý của Thiên Chúa giáo, nó đều bí mật của nó, đều bí mật của hạnh phúc hay là bí mật của sự thịnh vượng hay gì đó đều nằm ở sự biết ơn. Khi mà các bạn biết ơn, bạn tập trung, nói chung là trong cái quy luật vũ trụ nha, bạn càng tập trung điều gì thì các bạn càng được mở rộng. Khi các bạn biết ơn các bạn giàu sang phú quý thì các bạn càng được giàu sang. Khi các bạn biết ơn các bạn có lương thực đủ đầy thì các bạn sẽ được ban thêm lương thực rồi các kiểu. Thì nếu như mà các bạn thử nghiên cứu về các tôn giáo, kiểu mình rất là thích nghiên cứu vào những cái khía cạnh tâm linh với lại tôn giáo rồi các kiểu, tại vì những cái nói chung là nghiên cứu sâu kiểu làm cho mình kiểu rất là dễ kiểu wow, thật sự trên đời này có những cái điều mà hóa ra trước giờ mình chưa biết, kiểu mình rất là thích nghiên cứu về tâm linh luôn. Nhưng mà mình hiện tại trước mắt vẫn không được phép hành nghề tâm linh vì một vài nguyên do họ đặc thù. Nói chung là không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất. Thì cái việc học đạo ở đấy thì tức là mọi người theo tôn giáo thì theo mọi người tôn giáo nha, đạo ở đây cũng có thể là đạo đức nha. Ví dụ mọi người theo Phật giáo thì mọi người học theo Phật giáo, giáo lý Phật giáo. Mọi người theo Thiên Chúa giáo thì mọi người sẽ học giáo lý của bên Thiên Chúa giáo. Mọi người hoặc là nếu như mọi người không theo bất kỳ tôn giáo gì nó cũng không sao, mọi người có thể lấy đạo đạo đức ra để mà học học đọc với họ. Mọi người có thể tìm những cái nhà tư tưởng, nhà triết học của các kiểu để mà học. Ok, biết kiên trì phục thiện, thân cận giới xuất gia, diệu pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Ok, đức tín kiên trì biết phục vụ cho việc thiện. Và ok thì mọi người biết không, mình nó rất là thích thân cận với những cái vị mà kiểu đi tu mà kiểu có đạo hạnh, tại vì mỗi lần mà thân cận với các vị đó là kiểu cảm thấy rất là chữa lành mình, là kiểu cứ cứ vài ba ngày là mình là một cái người rất dễ tổn thương nên mình rất là thích đi chữa lành. Thì cách tốt nhất là mình đi trò chuyện với những cái vị xuất gia đồ các kiểu hay là những cái người đạo hạnh mà có tu tập biết, người ta đạo hạnh có tu tập là kiểu mỗi lần mà trò chuyện với những người đó mình cảm thấy nhân sinh thế thái hóa ra chỉ là một cảnh vô thường đồ rồi các kiểu. Nói chung mà kiểu nói chuyện với người ta mình cũng giác ngộ nhiều lắm, bởi vậy kiểu bây giờ người ta hay thích ở gần cạnh thân cận bởi những cái bậc xuất xuất gia. Mình cảm thấy nha, có hiện tại có rất nhiều bạn kiểu kiểu thân cận mà hơi thân cận hơi cực đoan, ý là cứ cứ thân cận muốn 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 chạy vào buôn, không phải ý là kiểu chạm vào người ta rồi các kiểu để hưởng phước lành ké, cái đó thì là điều không nên nha. Mình nghĩ là những người tu thì người ta đều giữ cho mình những cái giới răng đặc biệt nên thành ra mọi người hạn chế tiếp xúc cơ thể nha. Thân cận giới xuất gia là gì, là mình học tinh hoa, học tri thức từ họ. Tất nhiên mặc dù nha, khi mà mọi người ở gần họ nha, cái năng lượng phước đức thiện này của họ đã toát ra xung quanh là người cũng có thể bao bọc và chữa lành mọi người rồi, chứ không cần người phải đụng chạm đến xác thịt. Nói chung là khi mà mọi người thân cận với các giới xuất gia, bất kể là linh mục hay là tu sĩ hay là các hòa thượng, các bậc tăng chư ni cô gì đó, thì mọi người phải giữ một cái khoảng cách nhất định nha. Thật ra thì mình là kiểu cái hệ người rất là ngại sợ tiếp xúc với cơ thể gần với người khác, nhưng mình cũng rất là né người ta. Kiểu có đôi khi nha, kiểu mọi người biết có đôi khi mình gặp những cái vị nha mà người ta kiểu như là kiểu sống thánh thiện tới mức mà kiểu hào quang không phải nói quá, nhưng mà người ta sống quá hóc kiểu hào quang quá chói lóa là mình béo dám ngồi gần luôn, kiểu người ta kêu lại đi ngồi gần cho nói chuyện như vậy. Mình không con bị con sợ bị áp lực
nhưng mà cứ cảm giác là bản thân không có xứng ấy, kiểu thôi mình thật ra thì mình cũng hơi bị sợ người, không phải sợ người lạ đâu, nhưng mà mình sợ tiếp xúc với những cái người kiểu có đôi khi á sợ người lạ bắt nguồn từ những cái nguyên nhân ấy, mà mình cảm thấy thiếu cảm giác an toàn, hoặc là có thể là cái người đó quá là tôn kính đi nên mình không dám ngồi gần. Nhưng mà thật sự là các vị đó mình đã từng gặp những cái vị thật sự là thánh thiện, và có đôi khi nha, có những cái lúc mà mình gần như là lầm đường lạc lối rồi nha, là những cái người đó thật sự mình rất là biết ơn mình đã được gặp gỡ, người ta lôi cái đầu mình quay trở về. Không thôi mình cũng có những lúc mình lầm đường lạc lối, thật sự có những lúc mình thật sự lạc đường rồi với mọi người, nhưng mà cái chữ lạc của mình là lạc trong vui vẻ, không phải lạc trong lạc đường với mọi người. Thật sự mình rất là biết ơn các vị đó đã xuất hiện trong đời mình. Thật sự kiểu có nhiều lúc nhân sinh đôi khi nó cũng rất là kỳ diệu ấy, có đôi khi mình có những cái nhân duyên nó gặp gỡ, nó đến với mình kiểu nó cũng rất là kỳ diệu. Tất nhiên là mình nghĩ là mỗi người trong cuộc đời chúng ta ai rồi chúng ta sẽ gặp những cái người khiến cho mọi người có thể cả đời không quên, hay là có thể làm thay đổi mọi người, nhưng mà mình rất là biết ơn trong những cái khoảng thời gian khó khăn đó có người kiểu gần như cái lúc mình lầm đường lạc lối thì người đã gọi là đưa cái tay và kéo mình ra khỏi cái, thật ra là lôi cái đầu mình trở về lại đúng với con đường đúng 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 đúng, đúng đường đúng lối đó, kiểu vậy. Mình không tiện kể cho lắm, ok. Sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu, chứng thực được niết bàn là phước đức lớn nhất. Kệ, sống tinh cần tỉnh thức. Tỉnh thức ở đây ấy, kiểu nha, mình hồi xưa mình đọc được một cái câu nói của cố thiền sư Thích Nhất Hạnh ấy, là ngài ấy có nói là quá khứ thì đã qua và tương lai thì chưa đến, vậy nên hãy sống cho hiện tại. Thế nên ấy, cái việc câu tỉnh thức theo cái quan niệm của mình nha, chính là sống cho hiện tại. Chúng ta không bám chấp vào quá khứ, chúng ta không lo sợ về tương lai, mà hãy sống cho hiện tại, chính là tỉnh thức. Đó là quan điểm của mình nha. Học chân lý nhiệm màu, chứng thực được niết bàn là phước đức lớn nhất. Tại vì cái kinh 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 này là nó được nói trong Phật giáo, thành ra cái niết bàn là một cái sự giác ngộ lớn nhất, một cái sự đi đến tột cùng của bên Phật giáo. Ý là niết bàn, ở đây chính là sao nhỉ, để mình suy nghĩ cái niết bàn là cái gì, mình quên rồi. Thì niết bàn ở đây có thể là đúng rồi, cái niết bàn ở đây theo quan niệm Phật giáo, không biết mình có nói đúng hay không nha, nhưng mà niết bàn ở đây chính là kết thúc được cái vòng luân hồi và chứng thực kiểu hình như là thành thần hay gì đó, mình cũng không có rõ lắm. Thì cái này cũng hay nha, tại vì bên Phật giáo thì người ta quan niệm là mình luôn luân hồi, mỗi kiếp sống mỗi con người chúng ta đều luôn chết rồi luân hồi, có thể kiếp này biến thành con người, kiếp sau biến thành con kia, hoặc là phi thăng thành thần các kiểu, ba la ba la các kiểu, thì cũng là một trong những cái loại phước đức lớn nhất. Thì á, nếu như mọi người được niết bàn, tức là chấm dứt được cái vòng luân hồi này, thì mọi người đã có phước đức lớn nhất rồi. Thì cái này cũng hơi khó, nhưng mà nghĩa chính cái ở phía trước hay gì đó, những cái phần ở phía trước thì nó thật sự nó không quá cao sang hay là nó quá khó khăn. Vậy nên ấy, qua video này mọi người đã học được bài học gì ạ? Nó vẫn chưa kết thúc đâu nha mọi người. Chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên là phước đức lớn nhất. Thì khi mà mọi người kiểu có, tất nhiên là cuộc đời thì đâu ai mà sóng yên biển lặng mãi, đúng không? Có những ngày mà có những ngày bình an, có những ngày mưa giông bão tố. Thì khi mà chung đụng gặp những cái sự cố, chính là giữ cho cái tâm không muộn phiền, cái tâm không bị lay chuyển, giữ được sơ tâm, giữ vững và không kiểu không bị yếu yếu đuối hay là bị đối chí hay gì đó, không có phiền não, sống an nhiên cũng là một phước đức lớn nhất. Thì cái này mình là một cái đứa bị overthinking giai đoạn cuối rồi, bởi vậy nha, mỗi lần mà có chuyện gì là cái tâm của mình nó không an yên nổi luôn mọi người. Thế nên á, nếu như mà bạn đang sở hữu được, mọi người có thể tâm bất biến để dòng đời phản biến, có thể sống một đời an yên không phiền não, là mọi người đang sở hữu một cái phước đức rất là lớn, và bạn là một cái người có phước báo lớn đó. Ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh, phước đức của tự thân. Thì mọi người thấy chưa, trong cái video ngày hôm nay ấy, thì chúng ta nhận ra được một điều gì ạ? Người có phước báo lớn không phải đi đâu xa, mà nó đến từ những cái vấn đề mà mọi người xem như là quá tầm thường. Chúng ta đừng có bám chấp vào quá vật chất, phước báo lớn là quá bám chấp vào vật chất là phải giàu sang phú quý hay nè làm ông này bà nọ mới là người có phước báo lớn nhất. Tất nhiên là những cái người mà kiểu giàu sang phú quý thì cái lượng tài phú trong công trong mình của người ta rất là lớn, người ta cũng có phước báo, nhưng phước báo này là cái dạng tiền tài vật chất. Thì mỗi người sẽ có một cái dạng phước báo riêng, kiểu nha, phước báo là nó phân thành rất là nhiều loại.
Tức là phân thành rất là nhiều chủng loại khác nhau, có thể là tiền bạc này, có thể là nhan sắc này, có thể là địa vị này, có thể là học thức này. Có người sở hữu nhan sắc, phước báo, tiền tài với lại nhan sắc, với lại nhan sắc cũng có người có thể sở hữu phước báo, gia đình hạnh phúc đồ các kiểu. Thì mỗi người mình nghĩ nha, cuộc đời này ấy, nó khá là công bằng, mỗi người chúng ta đều sẽ có những cái phước báo đặc thù, mà chúng chỉ chẳng qua là mọi người cứ đi theo cái xã hội này kiểu cứ phải xem này, có nhà giàu xe sang, nhà lầu xe sang, hay là trở thành ông này bà kia thì mới là người có phước báo lớn. Thành ra chúng ta đã quên mất, chúng ta đánh mất đi những cái gì mà chúng ta đang có, chúng ta thiếu sự trân trọng những cái gì chúng ta đang có. Thật ra sau cái video này chúng ta làm cho mình tỉnh thức được một điều, chính là ai trong chúng ta cũng có thể là người đang sở hữu những cái phước báo lớn nhất cả. Thế nên trước mắt chúng ta phải học cách biết ơn và trân trọng những gì chúng ta đang có. Và ok, nếu như mà mọi người cảm thấy là mình không có những cái phước báo này, mọi người cũng không sao cả, tại vì mọi người có thể sử dụng tư duy ngược, tức là phản phản lại sử dụng những cái kiến thức này để tự giao nhân và tạo phước báo cho mình. Ví dụ nha, nếu như mọi người tâm không tâm luôn phiền não ăn nhiên, thì mọi người muốn chứng thực mình có phước báo lớn thì mọi người luyện tập tu tập thiền định các kiểu để giúp cho cái tâm của mọi người được an nhiên, não không có nhiều phiền muộn của các kiểu. Thì đó là một cái cách khá là hay nha mọi người. Mình nghĩ là cái kênh này nó cũng sẽ là một trong những cái kênh mà có thể có khả năng giúp cho mọi người thay đổi được vận mệnh. Thì ok, chương trình khi đặt tiếp theo của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người hôm nay đã cùng ngồi đây và lắng nghe và tâm sự với mình. Hy vọng thì cái chương trình ngày hôm nay, số radio ngày hôm nay sẽ giúp ích được gì đó cho mọi người. Mình đã học được bài học, rất là nhiều bài học sau khi mà làm cái video này. Hy vọng bạn cũng sẽ học được gì đó thông qua thời gian, sau một cái thời gian khá là dài nghe mình nói. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người, chúc mọi người ngon.